Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem chức Ducati Barnsley V4 2020 chính thức ra mắt tại Đông Nam Á với mức giá cực kỳ hấp dẫn đang trên đường về Việt Nam. Trong cái khuôn khổ cái sự kiện triển lãm Bangkok International Motor Show 2020, Ducati đã chính thức ra mắt cái phiên bản là Barnsley V4 2020. Với định hướng nhằm đến những khách hàng yêu thích trải nghiệm lái trên những dòng xe mạnh mẽ trên những cái cung đường trường. Và giá bán cơ điểm của cái chiếc Ducati Barnsley V4 2020 tại thị trường Thái Lan được niêm yết ở mức 999.000 bạc Thái, tương đương ra về khoảng là 731.000 Việt Nam đồng. Tại cái cuộc triển lãm Bangkok International Motor Show 2020, giám đốc điều hành của Ducati ở bên Thái Lan cho hay, đối với những mẫu xe của năm 2020, họ chỉ tập trung vào tăng cường cái sự đổi mới trong thiết kế, đồng thời phát triển thêm cái công nghệ hỗ trợ người lái nhằm mang đến những cái trải nghiệm phấn khích hơn. Và thật là đúng như vậy, cái chiếc Ducati Barnsley V4 2020 đã được nâng cấp bổ sung thêm những tính năng vốn có trên các dòng xe đua chuyên nghiệp, khiến em ấy trở thành một cái dòng xe dễ dàng điều khiển nhất trong các dòng Barnsley. Nâng cấp đáng chú ý nhất trên cái chiếc Ducati Barnsley V4 2020 chính là cái phần cánh gió Quillet hoàn toàn mới, được trang bị trên cả hai cái biến thể standard tiêu chuẩn và phiên bản S. Được biết, thiết kế hệ thống cánh gió này từ hưởng từ cái chiếc Sportbike V4 ED phiên bản đường đua. Tiếp đến là các cây hút gió đậm chất Motobi được đặt đối xứng hai bên phần đầu xe, với thiết kế khá độc đáo, giúp hướng cái lượng gió cực kỳ lớn trực tiếp vào bên trong, giúp tối ưu khả năng tản nhiệt cho cái phần động cơ. Còn về trái tim của chiếc Ducati Barnsley V4 2020 là một cái khối động cơ Desuji Tradel V4 hoàn toàn mới, dung tích 1.103cc, làm mát bằng chất lỏng, sinh ra cái công suất là 214 mã lực, ở ngưỡng vòng tua là 13.000 vòng trên phút, moment tức đại 126 Nm, ở ngưỡng vòng tua 10.000 vòng trên phút. Và cái điểm đáng chú ý, hệ thống ống xả của cái phiên bản V4 2020 còn được cung cấp cho những khách hàng tùy chọn nâng cấp cái ống xả Anubis Racing hiệu sức cao, giúp tăng thêm 6% cái công suất, đồng thời giảm đi 6kg tổng trọng lượng của xe so với phiên bản tiêu chuẩn. Hệ thống treo trên cái chiếc Ducati Barnsley V4 2020 bao gồm cái cặp phục trước là Holden NX30 hành trình ngược có cái đường kính 43mm và cái giảm sóc Holden TX36 đặt ở phía sau. Còn đối với hệ thống phanh, cái chiếc Sportbike hiệu sức cao này được đảm bảo an toàn hơn nhờ vào cái phanh đĩa đồi 330mm ở phía trước, với cái bộ kệ phanh Rainbow Molox Sedema 4M4.30. Cái dàn chân sau là phanh đĩa đơn với đường kính 245mm cùng chiếc kệ phanh Rainbow. Về mặt giá bán thì Ducati Barnsley V4 2020 sẽ có mặt tại thị trường Thái Lan với hai cái biến thể khác nhau, là biến thể standard tiêu chuẩn có mức giá rơi vào khoảng 999.000 bạc Thái, tương đương khoảng là 731.000 Việt Nam đồng. Và phiên bản đặc biệt S thì có mức giá bán mắc hơn, 1.249.000 bạc Thái, tương đương gần là 914.000 Việt Nam đồng. Ngoài ra, Ducati còn có cái chương trình ưu đãi, có một cái chương trình là ưu đãi đặc biệt dành cho những khách hàng đặt mua cái phiên bản Barnsley V4 2020 ngay trong cái sự kiện Bangkok International Motor Show 2020, trả góp 0% lãi suất hoặc giảm trực tiếp 15% khi mua trong những ngày từ 15 đến 26 tháng 7 năm 2020. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, và tiếp nhớ like và subscribe.